Tôi ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn, à không phải mà là tôi sẽ chia sẻ cách tôi đánh vui. Ở đây chính là cái cô lắc khẩu súng. Ok, nó gì hơi thở mặt trời. Tôi nhận ra là thịt của tôi còn thiếu nhiều phết nên tôi sẽ đi mua ít thịt ngay quán trên mặt bạn. Tôi nhận ra là có cái mới là có cái trend như beat này mới phết. Ok, và sau một hồi mua tôi cũng mua được khá nhiều thịt rồi đấy. Sẵn sàng để lên đường gặp Uyaki thôi. Ok, chúng ta đến chỗ của Uyaki. Cũng những buổi vui. Và nếu mà tôi mà còn làm được nữa thì tôi sẽ tiếp tục. Ngoài những người vui ra vẫn có khả năng làm nhiệm vụ khác, nên là ở video này tôi sẽ chia sẻ các thành vui nhá. Lần đánh vui thứ nhất. Beatstars.com.
beatstars.com. BeatStars.com. BeatStars.com. BeatStars.com. Ok, và như các bạn thấy, kẻ đằng trước kia chính là chủ mới của chúng ta, Rui. Và đây là lần thứ nhất tôi đánh Rui. BeatStars.com. BeatStars.com. Ok, và tôi đã thua. Ok, đây là lần thứ hai tôi đánh. BeatStars.com.
chơi với đây lần thứ ba. Nhưng mà tại sao tôi lại cắt cái cảnh đấy, vì đơn giản là tôi không cắt mà cái ứng dụng 5G cam của tôi nó chỉ cho quay 10 phút nó cứ nạp free của nó thôi. Ok, và tôi đang thua ở lần thứ 3. Và tôi khá chắc rằng là solo với Vui là một điều khá khó khăn, nên tôi quyết định là sẽ đi chiêu mộ để nó có thể là 2v1. BeatStars.com. Nói chung thì dù sao thì tôi và thanh niên đấy cũng đã đánh thắng được Rui rồi. Thanh niên cũng hơi thở phần trăm, thế nên là combat rất dễ rồi. Nhưng mà cái cuối cùng thì tôi cũng muốn nói về trận chiến đấy là, thứ nhất, chúng ta một mình rất khó cân được Rui, chứ những thanh niên nào mà đá quá thì cũng có thể cân được. Và thứ hai, cái phần mềm Bandicam dùng